Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hoa cúc bình bon, rất dễ thương. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lá này nhé. Chúng ta cần chỉ màu xanh, kẽm lá. Bây giờ mình sẽ làm cái lá. Mình sử dụng màu xanh lá, tùy các bạn thích sử dụng màu xanh lá nào nhé. Mình sẽ bắt 17 mũi bến. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy. Giờ chúng ta sẽ nẹp kẽm vô. Chúng ta sẽ đâm vào mũi thứ hai, tính từ kim xuống. Một, hai. Ta sẽ móc hàng đầu tiên là một mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ móc chúng ta sẽ móc tiếp tục là 14 mũi nửa kép, là 14 mũi T nha các bạn, viết tắt là mũi T. Chúng ta cứ nẹp kẽm đi theo. Khi chúng ta móc 14 mũi nửa kép là chúng ta sẽ còn một mũi cuối cùng. Mũi cuối cùng này chúng ta sẽ móc 5 mũi đơn vào đây. 5 mũi đơn cùng một chân nha các bạn nha. Mũi đơn còn một chân. Tiếp tục chúng ta sẽ móc vòng qua bên tay trái này. 14 mũi nửa kép là 14 mũi T. Cuối cùng là chúng ta sẽ còn một mũi đơn vào chân cuối cùng này nha. Sau đó chúng ta sẽ nối một mũi trượt qua bên này và nối lại. Xong chúng ta làm một bính. Chúng ta móc hàng thứ hai, hai mũi đơn. Một, hai. Sau đó chúng ta sẽ lên ba mũi bính. Một, hai, ba. Chúng ta sẽ làm một mũi trượt ngay vào cái chân của mũi đơn. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn. 2, 3. Sau đó chúng ta lại lên 3 mũi bính. 3 mũi bính là 3 mũi móc xích. Chúng ta lại làm một mũi trượt vào cái mũi đơn, trên mũi đơn. Chúng ta đã có 2 cánh.
một, hai, ba mũi đơn và lên ba mũi bính, ba mũi móc xích. Xong chúng ta làm mũi trượt vào cái chân mũi mũi đơn. Cứ như vậy chúng ta sẽ làm hết vòng. Cuối cùng chúng ta còn hai mũi đơn. Sau đó chúng ta nối một mũi trượt. Và chúng ta cắt chỉ. Ta trừ 10 xăng. Và chúng ta đã xong cái lá. Bây giờ chúng ta sẽ làm đài hoa. Chúng ta trừ chỉ 70 xăng. Sau đó chúng ta tạo vòng tròn ma thuật. Ta sẽ đâm móc từ dưới lên. Hàng 1 chúng ta sẽ móc 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó chúng ta bỏ, chúng ta rút cho nó tròn lại. Chúng ta sẽ bỏ cái chỉ ra đằng trước. Chúng ta sẽ nối qua một mũi trượt để nối tròn lại. Thì chúng ta sẽ lên 4 mũi bính, 3, 4, 4 mũi móc xích. Sau đó chúng ta sẽ vào mũi thứ hai tính từ kim xuống. 1, 2. Chúng ta sẽ làm 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Rồi chúng ta sẽ làm một mũi trượt vô cái lỗ kế này, vô cái chân kế này. Đấy là chúng ta đã có một cánh. Tiếp tục chúng ta làm cánh thứ hai. 1 2 3 4. Chúng ta vô mũi thứ hai. 3 mũi đơn. 1 3. Và chúng ta làm một mũi trượt. Tiếp tục chúng ta cứ vậy làm hết vòng tròn. Và chúng ta đã xong cánh cuối cùng. Ta làm một mũi trượt và một bính, chúng ta cắt chỉ chừng 2-3 xăng thôi. Chúng ta đã có đài hoa. Mình cần có len màu trắng. Các bạn có thể thay đổi màu tùy thích nhé. Gòn, móc và kẽm cành. Chúng ta sẽ cần kim đánh dấu và kéo. Ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Đối với cái bông hoa này, chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng vòng tròn bằng mũi VLO là nửa mũi trong nha các bạn. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ móc hàng đầu tiên là
6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 là nút tròn rồi. Thiếu mất một. Chúng ta sẽ làm một mũi trượt. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng thứ hai. Hàng thứ hai là nửa mũi trong nha các bạn. 6 mũi tăng là 6 mũi V. 1 ta sẽ gài kim đánh dấu vào cuối hàng này. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng thứ ba là một mũi đơn và một mũi tăng, cũng móc nửa mũi trong. 1 ta móc một mũi đơn và một mũi tăng nhanh cho 6 lần. Xong hàng thứ ba là trên hàng là chúng ta có 18 mũi. Bây giờ tiếp tục chúng ta móc hàng thứ tư là 2 mũi đơn và một mũi tăng nha các bạn. 2x và 1 vịt V, cũng móc nửa mũi trong là BLA luôn. Ta cũng sẽ móc 6 lần như thế. Xong hàng thứ tư là chúng ta có 24 mũi trên hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 7 là 3 hàng trên 24 mũi đơn. Chúng ta cũng vẫn móc nửa mũi trong nha các bạn nha, là BLO á. 3 hàng trên. Chúng ta đã xong hàng 5, hàng 6, hàng 7 là có 3 hàng trên. Bây giờ chúng ta móc hàng thứ 8 là 2 mũi đơn và 1 mũi giảm. 1 2 và 1 mũi giảm. Chúng ta cứ làm 2 mũi đơn và 1 mũi giảm như vậy, làm 6 lần. Tiếp tục chúng ta móc hàng thứ 9 là 1 mũi đơn và 1 mũi giảm. Nhanh cho 6 lần. Tất cả các hàng chúng ta đều móc BLO là nửa mũi trong nha các bạn nha. Thank you.
Xong hàng thứ 9, bây giờ chúng ta sẽ nhồi bông gòn vào. Tiếp tục chúng ta sẽ móc hàng cuối cùng là hàng 6 mũi giảm nè, 6 mũi bớt nè. Chúng ta xong hàng cuối cùng rồi, chúng ta sẽ làm một mũi trượt. Chúng ta làm một bánh cắt chỉ, chúng ta cắt chỉ chúng ta thừa ít thôi để chúng ta nhét vào đây, và chúng ta sẽ nhồi thêm vào cái phần này cho đầy lên nha các bạn nha. Sau khi làm xong chúng ta sẽ có một quả tròn như vậy, toàn bộ là hang bò lợ ăn. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần cánh hoa nè, chúng ta sẽ móc vào những cái hàng bò lợ này. Chúng ta sẽ bắt vào trên giữa của cái hàng này. Ta sẽ kéo qua. Chúng ta móc lên 8 mũi bính là 8 mũi móc xích. Xong rồi chúng ta sẽ làm một mũi trượt qua cái lỗ kế của nó. Và tiếp tục chúng ta lại làm 8 mũi bính, 8 mũi móc xích. Chúng ta lại làm mũi trượt. Cứ như vậy chúng ta làm cho hết vòng. Chúng ta đã được một hàng đầu tiên, và bây giờ chúng ta làm theo vòng xoắn ốc các hàng còn lại. Mũi cuối cùng chúng ta làm SL, rồi chúng ta cắt chỉ chúng ta rút qua luôn. Chúng ta đã sần một bông hoa, dấu chỉ thừa đi, sau đó chúng ta khoái một lỗ, kẽm chúng ta bẻ đầu lại,
cong lại. Chúng ta đã xong một đài và một lá. Bây giờ chúng ta sẽ quấn chút xíu ở cái lá. Chúng ta cho một chút xíu keo vào trong giữa bông hoa. Sau đó chúng ta cho kẽm vô. Phần đài hoa chúng ta dán cái chỉ thừa lại. Chỉ thừa đi, ta sẽ đút vào bông hoa này. Chúng ta sẽ dán phần đài này lại. Bây giờ chúng ta sẽ quấn xuống, quấn xuống. Khoảng 10 xăng thì chúng ta sẽ cho lá vô. Chúng ta sẽ cho lá vô. Và cuốn xong chúng ta đã có bông hoa cúc minh bon. Ở đây mình làm sẵn hai bông hoa. Chúc các bạn có sản phẩm đẹp. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.